What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá một em bàn phím cơ mới nhất đến từ hãng Itera. Và em bàn phím này có cái giá khá là rẻ, trong khoảng tầm 500 ngàn thôi. Thì để mình xem thử con bàn phím cơ với giá 500 ngàn của Itera thì nó sẽ được trang bị những cái gì nhá. Ok, let's go. Ok, về cái vỏ hộp thì nó sẽ khá là căn bản giống như những con bàn phím khác của thằng Itera. Vẫn là màu tông chủ đạo màu nâu đỏ và cái mã hiệu của nó sẽ là EK368L. Với cái cách đóng hộp cực kỳ là gọn gàng luôn. Về cái bề ngang của nó thì nó chỉ khoảng tầm 10cm thôi, rất là gọn. Đó, và về dài thì nó khoảng tầm 25, đó, khoảng 30 gì đấy. Mình nhìn nó cầm lên giống như là một cái thanh kẹo vậy. Khá là gọn gàng. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có một số các cái thông tin cơ bản của chiếc bàn phím, có in hình bàn phím ở ngoài này luôn. Ok. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có tặng kèm một cái nhẫu keycap, một cặp pin. Pin này là pin 3A nha các bạn, loại pin tiểu mà loại nhỏ. Đó. Bàn phím thì sẽ được để ở phía bên trong hộp. Mình không thấy có mút xốp gì bọc xung quanh hết. Chính vì vậy mà cái hộp của con này nó cực kỳ là nhỏ gọn, tức là nó vừa đúng bằng cái bàn phím luôn thôi. Đây, chiếc bàn phím của chúng ta rất là nhỏ. Đấy. Như các bạn thấy thì phiên bản của mình đang cầm trên đây là màu cam và màu đen, tức là màu giống như màu carbon á, nhìn khá là bắt mắt. Với cái tông chủ đạo là tông màu cam nha các bạn. Các cái chữ ký tự của nó đều là màu cam hết. Layout của chiếc bàn phím này sẽ là layout số 8. Với layout số 8 chúng ta sẽ có cái cụm mũi tên riêng biệt và có cả một số nút. Ví dụ như là insert, dial hay là pep dial gì đó nó sẽ ép thêm vào đây. Và chúng ta vẫn giữ được cái cụm shift fn control khá là cơ bản. Với cái layout 68 này thì đây là một trong những cái layout mà mình thấy có rất là nhiều người sử dụng, dùng để mang đi hoặc là dùng để mà decor một cái góc bàn làm việc gọn gàng, giống như là dùng chung với laptop hoặc là một số cái góc làm việc nhỏ nhắn đấy thì ok. Chúng ta sẽ có hai cái cặp pin đi kèm, vậy chứng tỏ là em này sẽ là dùng pin. Đây. Chúng ta sẽ có một cái thay pin ở đằng sau. Ở phía đằng sau này thì chúng ta sẽ có một cái cần gạt này, một cái khay để đựng pin. Và mở cái khay ra chúng ta sẽ có một cái cục receiver. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp pin nhé. Rồi, trước khi mình mở lên thì chúng ta sẽ xem qua một chút về cái mặt sau nhé. Em này sẽ không có cái lẫy để nâng hạ độ cao, mà chỉ có 4 cái cao su thôi. Cái kiểu cây của nó được thiết kế khá là dốc, nhưng mà mình cảm giác như là cái phần trước này nó rất là cao luôn. Nó cao hơn nhiều so với những cái con bàn phím 60 bình thường. Đây, thay vì chúng ta chỉ dày hơn một xíu thôi thì nó sẽ có dày thêm một khúc nữa. Cho nên là khi có cảm giác khi mà chúng ta sử dụng thì cái tay của chúng ta sẽ hơi với lên trên và nó sẽ mỏi. Nếu như các bạn có một cái kề tay nữa thì nó sẽ ok hơn. Rồi, về cái mặt trước thì chúng ta sẽ thấy có sử dụng cây cáp ABS Double Shot. Riêng những cái nút màu cam, ví dụ như là nút ESC, nút Space và nút Enter thì sẽ là xuyên LED. Mặc dù là con bàn phím này không có LED nhé. Và các cái những cái phím khác thì nó sẽ không có xuyên LED và các ký tự sẽ là đổ hai lớp màu cam ở trong luôn. Nó thay vì màu trong suốt. Nó cũng đều là chất liệu ABS hết thôi, chứ không có gì đặc biệt. Tuy nhiên về các cái ký tự thì mình thấy khá là hay, vì ký tự của em này nó làm nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó. Nhìn cũng rất là đặc biệt, với lại kết hợp giữa màu cam và màu đen carbon này nhìn nó cũng nổi bật nữa. Về switch thì em này đang sử dụng switch của thằng Huono. Nó sẽ chỉ có hai loại, đó là red switch và blue switch nhé. Đây, của thằng Huono đây. Không có hot swap luôn, cho nên các bạn mua con này về là chỉ có sử dụng stock thôi. Còn nếu mà, nhưng mà các bạn bọc vặt thì nó sẽ hơi vất vả một xíu. Hiện tại thì khi mình mở cái mặt của con này ra thì nó cũng sẽ không có lót foam ở đáy, cũng như không có lót foam PCB. Nó chỉ có như vậy thôi. Nhưng với tầm giá 500 ngàn thì chúng ta sẽ có thêm được một cái tính năng nữa, đó là tính năng không dây. Ví dụ như là chúng ta sẽ có thêm
FN cộng Q là sẽ là dùng receiver 2.4G. W và E sẽ là Bluetooth 1, Bluetooth 2. Vậy là chúng ta có thể kết nối được hai thiết bị Bluetooth và một thiết bị dùng 2.4G, khá là ok. Con này vẫn sẽ có hỗ trợ đèn báo ở một số cái, ví dụ như là chúng ta cắm receiver vào thì nó sẽ có báo là chúng ta đang sử dụng receiver hoặc là Bluetooth này. Đó, nói chung là nó cũng chỉ có ba cái đèn báo này thôi, chứ không có nhiều. Thì với cái tầm giá 500 ngàn thì một chiếc bàn phím cơ không dây nhỏ gọn thì trước đây hầu như là không thể có được. Tuy nhiên thì hiện tại thì bàn phím nó đã giảm giá khá là nhiều rồi. Cho nên là có thể chúng ta sở hữu được một chiếc bàn phím cơ nhỏ gọn với giá 500 ngàn thì có bảo hành đầy đủ thì chắc chỉ có một trong những cái em ví dụ như của Idra thì khá là ok. Ngoài ra thì khi mình mở Stab ra thì em này vẫn sử dụng Stab khá là bình thường thôi. Đó. Cũng không có pre-look hay gì hết mà nó chỉ là một Stab cơ bản nhất thôi. Cho nên là chúng ta sẽ vẫn nghe thấy tiếng lọc sọc lạo xạo rất là nhiều của cái Stab này. Đó. Đây là bản Blue. Tí nữa mình sẽ mở cái bản Red ra để sao test luôn cho các bạn nhé. À, có một cái lưu ý là con này nó sẽ không có kèm theo chế độ dùng dây. Đó, chúng ta chỉ có hai chế độ không dây thôi. Cho nên cái cây của nó cũng sẽ không có bất kỳ cái cổng nào kết nối ra ngoài luôn. Đó, không có luôn nhé. Cho nên các bạn bảo con này có 3 móc thì là không phải nhé. Nó chỉ có 2 móc thôi, không dây thôi. Thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần khá là quan trọng, cũng rất nhiều người muốn biết, đó chính là cái cảm giác gõ cũng như là sound test của em này nhé. Hiện tại thì bên mình chỉ có hai phiên bản, đó là Blue và Red thôi. Bây giờ mình sẽ gõ thử cho các bạn nghe. Ok, mình đã đưa cái mic về tới gần hướng của chiếc bàn phím rồi. Và hiện tại đây là phiên bản Blue của thằng Mono. Thì như các bạn biết đấy, là mình đã nói ngay từ đầu là cái con này có cái cây nó khá là cao, cho nên khi mình để tay thì nó sẽ hơi với. Tay của mình dài thì mình cảm thấy đã có hơi với rồi. Nếu như mà các bạn tay ngắn thì tốt nhất là nên trang bị một cái kê tay nhé. Ok. Ok, thì như các bạn vừa mới nghe thấy đó thì tiếng của con này nó khá là cơ bản, tức là nó không có gì đặc biệt hết. Các cái nút Start của nó thì vẫn cứ rất là lọc sọc rồi, tại vì con này nó chưa lúc hay chưa móc gì cả, nó chỉ để nguyên y chang như vậy thôi. Đó, về các cái nút một ô bình thường này thì nó vẫn sẽ có tiếng ping lò xo, tiếng lạo xạo, lọc sọc, những cái tiếng mà mình thường nghe thấy trên những cái switch cơ bản, đó, có những cái bàn phím giá rẻ, thế thôi. Thực sự là về nói về cái cảm giác gõ thì con này khá là ý ẹ vì nó chẳng có gì. Nếu như mà các bạn muốn gõ ngon thì các bạn phải móc lại. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn móc con này thì chắc chắn nó sẽ bị mất bảo hành. Đó, cho nên là con này mình nghĩ thì nó sẽ tốt cho những bạn nào mà muốn mua một chiếc bàn phím không dây giá rẻ mà có thể mang đi lại tiện dụng. Tuy nhiên lại không có quá tài chính, không có quá nhiều và cũng không có yêu cầu khắt khe gì về cái cảm giác gõ. Đó, thì cũng khá là ok. Đổi lại thì chúng ta vẫn sẽ có một cái tính cơ động cao, không dây, dùng pin. Pin thì mình nghĩ xài nó khá là trâu đấy, tại vì con này sử dụng pin tiểu mà lại không có led nữa. Đó. Chắc là cũng phải tầm được 1 đến 2 tháng. Nếu mà các bạn xài ít thì có thể lên tới 6 tháng. Đấy.
Ngoài ra thì em này cũng sẽ được hỗ trợ bảo hành 2 năm chính hãng tại Việt Nam nữa, cho nên đây cũng sẽ là một cái lựa chọn khá là tốt cho anh em sử dụng văn phòng mà muốn có một chiếc bàn phím nhỏ gọn mang đi, sử dụng kèm theo laptop thì cũng khá là ok. Và ngoài ra thì theo mình với cái kiểu dáng như thế này và cũng như cái phông chữ, cái màu sắc thì mình thấy nó cũng rất là ngon rồi. Các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này với tầm giá 500 ngàn? Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì cứ comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn tham khảo thêm về giá cũng như là các cái thông tin chi tiết thì mình có để link phía dưới phần mô tả đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nha. Bye bye.